tiếp tục chạy nha các bạn. Chạy 70 70 thái nha. Hôm nay cắt chuông tôm mà cái miếng này thì nó ngay nó dẻo dữ lắm, dẻo quá. Đồ đè lái hôm qua luôn. Ok. Chế ghim mình luôn á. Chung cái miếng này nó hơi dẻo bởi chú ruộng người ta biết ta để nước đó các bạn mà chạy còn cũng không đi luôn rồi. Chứ. Dạ,
nó gieo một lần là chẳng ai chứ không phải nó giỡn. Anh về anh lấy qua bên đây đi lại bên đây. Tột số luôn. Nói chung tại mấy đất nó đã dẻo chẳng bởi cho nên người ta là để nước nha bạn. Chứ mấy miếng này mà không để nước thì mà đâu có thể nào mà chạy được. Lúng có một lớp sâu lắm luôn á các bạn. Coi nè. Không giỡn đâu. Tính ra máy này quá mạnh. Mạnh ghê ha. Rồi ngon lành rồi đó các bạn. Hướng vậy là bắt đầu bắp. Tài xế xử lý đất này hay quá các bạn. Nói chung chạy đất này này cũng do mình là tài xế cũng phải biết ý nó nha các bạn. Biết ý mình chạy cũng rất dễ. Video tại đây nha các bạn. Hẹn các bạn lại những video kế tiếp nha.
giờ thì mình cũng qua xin tạm biệt các bạn. Đậu đây thì anh em lại để bỏ lúa qua này.